Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất, liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-899-2000. Thẩm mỹ viện đẹp lầu 2 trong khu Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-799-5000. Nhà thuốc Tây Procare Pharmacy 714-899-1111. Singtronic, Sing Like a Star 714-554-4200. Kính thưa quý vị, chúng ta trở lại với tình hình Venezuela. Liệu Hoa Kỳ có phải đối diện một cuộc di tản tại Venezuela nữa hay là không? Sau khi, kính thưa quý vị, chính phủ của Venezuela đã chính thức yêu cầu tất cả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ phải rời nước này trong vòng 72 tiếng. Trước đó, Mỹ thông báo họ sẽ rút toàn bộ các nhà ngoại giao còn lại của ở tại Venezuela, đặc biệt là tại thành phố Caracas, vì tình hình xấu đi ở quốc gia Nam Mỹ, nhất là việc mất điện đã kéo dài. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói vai trò quân đội Hoa Kỳ sẽ làm gì trong cái cuộc gọi là di tản tất cả nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại Venezuela, thưa Như Huyền. Quân đội Mỹ không được yêu cầu tham gia hỗ trợ đưa các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ ra khỏi Venezuela. Một chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ về khu vực đã nói như vậy với Reuters và cho biết thêm rằng các nhà ngoại giao sẽ rời Venezuela bằng các phương tiện mang tính thương mại. Hiện giờ chúng ta chưa được yêu cầu hỗ trợ công tác sơ tán. Và Đô đốc Craig Fowler, người đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Mỹ, trả lời theo hãng tin của tiếng Anh ngày 12 tháng 3. Và cùng ngày đó, Venezuela đã yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải rời nước này trong vòng 72 tiếng. Kính thưa quý vị, đó là chuyện Venezuela. Đến bây giờ thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi trở lại Tòa Thánh Vatican. Một trong những sự kiện đã làm rúng động cả Tòa Thánh Vatican khi một trong những vị hồng y, có thể nói là một trong những nhân vật số 3 của Tòa Thánh Vatican, đã phải đối diện với một bản án kinh khủng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xài chữ kinh khủng là cả một cái sự kiện mà có thể nói ngay chính Đức Giáo Hoàng Francis cũng phải có thể nói lấy làm kinh ngạc. Kính thưa quý vị, tòa án ở tại Australia đã chấm dứt và đưa đến một cái cáo buộc và buộc tội Đức Hồng Y Burns, một trong những vị lãnh án tù 6 năm vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Tòa án Australia đã phạt tù Hồng Y George Bell vì lạm dụng hai bé trai trong dàn hợp xướng vào cuối thập niên 1990. Cụ Hồng Y Mỹ bị truất phế truất vì cáo buộc xâm hại tình dục. Đức Giáo Hoàng triệu tập hội nghị chống lạm dụng tình dục trẻ em ở tại Vatican. Hồng Y George Bell, cụ cố vấn cấp cao của Đức Giáo Hoàng Francis, không thể hiện cảm xúc nào khi chánh án Peter Kiss đã tuyên án 6 năm tù trong một phiên xử hôm nay tại tòa án của hạt Victoria ở Melbourne, Australia. Đó là tin đánh đi từ BBC. Đức Hồng Y Pell, 77 tuổi, là quan chức cấp cao nhất của Vatican từ trước tới nay bị kết án vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Tháng 12 năm ngoái, bồi thẩm đoàn nhất trí Pell đã có tội vì đã xâm hại tình dục trẻ em và 4 tội danh nữa vì hành vi không đứng đắn với một em khác. Nạn nhân là hai bé trai 13 tuổi. Hai người này hoạt động trong một dàn hợp xướng tại nhà thờ Melbourne thời kỳ năm 1996-1997 khi Đức Hồng Y Pell còn là tổng giám mục. Tòa đã nghe lời khai của một nạn nhân và một người khác nói về tất cả những chút ma dùng. Họ đã có một cái sự kiện là có thể nói liên quan đến vấn đề ma túy. Thẩm phán Kiss cho rằng Đức Hồng Y Pell đã thực hiện cuộc tấn công tình dục trơ trẽn và cưỡng ép với hai nạn nhân. Đó là lời tuyên bố của ông chánh án Pell. Tuy nhiên, luật sư biện hộ cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn bất hợp lý vì phụ thuộc quá nhiều vào lời khai của một nạn nhân. Tòa sẽ bắt đầu xem xét đơn kháng cáo của Đức Hồng Y Pell vào đầu tháng 6. Vatican gọi việc Pell bị kết án là một tin đau đớn và gây sốc cho nhiều người và cho biết rằng Đức Hồng Y Pell không còn là cố vấn của Giáo Hoàng và đang bị điều tra riêng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Pell có thể bị tước áo tu sĩ. Giáo hội cũng lưu ý rằng
là giáo sĩ có quyền bảo vệ mình tới cùng. Điều đó có nghĩa là Đức Hồng Y Pell sẽ đương đầu với một trong những cái cáo buộc và đã thành bản án của tòa án ở tại Australia. Đây là một tin rất đáng buồn cho Giáo hội Vatican, vì gần đây đã có những cái điều có thể nói rất tai tiếng đối với tất cả các vị lãnh đạo của giáo hội ở những chức phật cao, giáo phẩm của Giáo hội Vatican. Và bây giờ thì chắc là quý vị cũng trở lại New York, cũng qua một trong những cái vấn đề mà chúng tôi đã đề cập nhiều lần ngày vừa qua. Đến bây giờ thì công tố viên của tòa án liên bang ở New York đã bắt đầu đi đến một vài sự kiện để cáo buộc Tổng thống Donald Trump. Như Hiền theo dõi sự kiện này như thế nào, thưa Như Hiền? Thưa quý vị, sau khi Tổng trưởng lý New York đã mở ra một cuộc điều tra về các thỏa thuận kinh doanh đáng ngờ của Tổng thống Trump, và ông Trump đang đả kích chống lại nhà nước của mình và cho rằng các giám đốc thi thực pháp luật và thống đốc của New York gọi là harassers. Tiểu bang New York và thống đốc của nó Andrew Cuomo hiện là thành viên đáng tự hào của nhóm harasser. Ông Trump đã tweet vào ngày thứ ba và ông cũng nói thêm rằng không có gì lạ khi mọi người đang chạy trốn khỏi tiểu bang với số lượng kỷ luật và cuộc săn lùng phù thủy vẫn tiếp tục. Theo dòng tweet của ông được đưa ra sau khi CBS News xác nhận rằng Tổng trưởng lý New York Letitia James đã đưa ra trát tòa đòi tiền cho nhà bang và investor bang trong một phần của cuộc thăm dò nhằm xem xét tài trợ cho 4 dự án của Trump Organization và thất bại trong việc mua lại Buffalo Bills vào năm 2014. Và thời báo của New York lần đầu tiên đưa về sự kiện tồn tại của cuộc điều tra này. Kính thưa quý vị, đó là chuyện tại New York. Bây giờ chúng ta trở lại tiểu bang của chúng ta thì một trong những sự kiện cũng quan trọng không kém. Kính thưa quý vị, đó là thống đốc tiểu bang của chúng ta, đó là vị thống đốc đầu tiên đưa ra một trong những cái sự kiện làm cho người ta quan tâm đến vấn đề tất cả các tử tù hiện nay đang bị giam giữ tại tiểu bang California. Tin đánh đi từ Sacramento cho biết rằng 737 tù nhân trong tử tù lớn nhất trong cả nước California đang nhận được sự từ chối của thống đốc tiểu bang Newsom. Kính thưa quý vị, thống đốc tiểu bang Newsom là một trong những vị tân thống đốc của tiểu bang California, ông sau khi ông Gary Brown từ có thể nói đáo nhiệm kỳ của ông. Và ông tân thống đốc đang rút các quy định tiêm thuốc độc và tất cả các vấn đề thụ hình phạt án tử hình đối với tất cả các nạn nhân đã bị trói buộc tại các tòa án và đóng cửa phòng xử tử mới tại nhà bang San Quentin. Và chưa bao giờ có thể nói là họ đã sử dụng cái phần mà gọi là chích thuốc cho tất cả những người tử tù này. Trong 737 tử tù này thì ông Newsom đã đưa ra một cái vấn đề mới là sự cố ý giết người khác là sai với tư cách là thống đốc. Tôi sẽ không giám sát việc xử tử bất kỳ cá nhân nào, ông nói trong một cái nhận xét có tính cách đã được chuẩn bị. Ông Newsom gọi tự án tử hình là một thất bại. Đó là một sự phân biệt đối với các bị cáo có bị bệnh tâm thần hoặc là những người da đen hoặc là những người da nâu có thể không đủ khả năng để biện cho họ trước vấn đề gọi là án lệnh của họ. Chắc Di Huyền cũng biết rằng là có thể nói rằng là điều mà chúng ta muốn nói đến là càng ngày càng nhiều tất cả những người quan tâm đến vấn đề là không có cái án tử hình nữa, mà đặc biệt là tại tiểu bang California, và ông tân thống đốc đã đưa ra một cái lệnh mới và có thể ông sử dụng cái quyền hành của ông để ông chấm dứt vấn đề gọi là án tử hình. Lẽ dĩ nhiên thì rất nhiều người cũng bằng lòng, nhưng mà cũng có rất nhiều người họ không hài lòng về sự kiện này sẽ tạo ra những cái tình hình tội phạm càng ngày càng gia tăng. Tất cả những hành động tội phạm có thể nó rất nguy hiểm càng ngày càng gia tăng ở trong các cái lãnh thổ của tiểu bang California, thưa Nhi Huyền. Đến bây giờ thì Nhi Huyền có hút thuốc hay không? Dạ không. Không có hút thuốc phải không? Anh chọn đâu có hút phải anh chọn. Tôi cũng không hút thuốc. Mà một trong những cái sự kiện người ta nói rằng có nhiều người, có thể nói là cái con số những người mà bị chết trong vì thuốc lá đã giết chết, Nhi Huyền có thể tưởng tượng là lên tới là 41.000 người trong một năm là những người đó là những người không hút thuốc á. Và 400 trẻ em vô tội cũng bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề thuốc lá này. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói rằng chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những tin tức liên quan đến vấn đề hút thuốc mà đưa đến tình trạng có thể nói tệ hại như vậy. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, mà chúng tôi sẽ lại quý vị trong giây lát.